Hoàng xin chào các bạn. Ở trong clip này thì tôi xin giới thiệu với các bạn về Thiền viện Trúc Lâm, An Giang. Đây là cái cầu để mà chúng ta đi lên trên đỉnh núi. Từ trên cái cầu, chúng ta nhìn trở ngược về Thiền viện Trúc Lâm. Một khung cảnh rất thoáng, rất rộng và cũng rất đẹp. Vì Thiền viện Trúc Lâm xây dựng ở bên cạnh, bên sườn núi. Như vậy thì Thiền viện Trúc Lâm ngoài có núi thì có hồ, một cái hồ nước cũng rất đẹp. Hiện tại ở phía trên đỉnh núi đang xây dựng thêm một khôi chùa nữa. Ở hồ này có nuôi rất là nhiều cá, một bên là nuôi cá trê và một bên là nuôi cá chép. Sau khi đi qua cây cầu thì chúng ta sẽ đi theo một con đường như thế này để đi lên trên đỉnh núi. Một con đường nhỏ, uốn lượn, độ dốc thì cũng tương đối thôi, cho nên là việc đi lại cũng thuận lợi. Đến với Thiền viện Trúc Lâm An Giang, rất nhiều du khách cảm thấy rất là thú vị trước những đàn cá trê và những đàn cá koi rất là nhiều. Ở đây thì sẽ có bán thức ăn, một bọc là 10.000 đồng, du khách có thể mua và cho những chú cá ăn. Thank you.